cứ suốt ngày ngủ thôi, cứ đi làm rồi ngủ, rồi chăm con là em chăm hết. Even con khóc á, ảnh cũng không biết luôn, ảnh ngủ xuyên đêm luôn, không biết, giống như là chưa có con vậy đó. Cái là lúc đầu mình cũng buồn, là mình cũng để trong lòng, sau đó mình nó điên lên, đủ gì mình cũng la hết, đủ gì mình cũng ấy hết. Nhưng mà được cái là ảnh biết mình như vậy á, nên ảnh không có nói lại. Thực ra là hai vợ chồng mà dễ gây lộn là tại vì một người nói một người kia gây lại thì rất là dễ. Ảnh cứ để cho mình cầu nhàu, người ta gọi là cầu nhàu đó, là nhiều ông bố là cũng sợ cái việc đó lắm, lòng bầu lòng bầu ai cũng sẽ sợ cái đó. Không phải, nhưng mà người phụ nữ kỳ lắm nha, một khi mà mình giận dữ mà mình nói á mà đối phương mà không trả lời lại á, rồi mình cứ nói hoài là cái điên của mình nó càng lớn nhiều hơn. Rồi. Nhưng mà nếu... em tên là Thảo Hiền, hiện nay em 23 tuổi. Đang sinh sống ở California. Hiện tại thì em có một bé gái 14 tháng. Em đang là sinh viên của trường UCI, University of California at Irvine. Cho nên là vừa chăm bé vừa đi học. Thôi giỏi vậy. Với cái độ tuổi của em trẻ vậy á, thì cái cảm giác khi mà mình mang thai á, nó như thế nào? Dạ thì lúc đầu mới biết bé thì mình cũng hồi hộp lắm. Muốn học cho xong rồi mới có em bé. Nhưng mà ngược lại thì ông xã thì hơn mình 8 tuổi, cho nên là cũng muốn có em bé sớm. Vậy là em bé này là trong kế hoạch của hai vợ chồng? Trong kế hoạch của chồng em. May là em bé này rất là ngoan, không có gây nhén cho mẹ, hay là mẹ không có bị gì hết. Nhưng mà cái cuộc sống của em từ trước khi mang bầu nó đã không có được thẳng rồi, cho nên khi mà bé càng lớn thì bé đè vô đó thì nó làm tê cái chân phải của mình. Thì cái chân phải của mình xong sang thì mình không có đi được. Rồi em có phải đi bác sĩ như thế nào? Em có đi bác sĩ, nhưng mà bác sĩ nói là tại vì bây giờ mình đang mang bầu bé nên mình không có thể nào cho thuốc nào vô hết. Đúng rồi. Cho nên là mình phải tự cố gắng vượt qua cái nỗi đau đó. Rồi lúc có bầu có thèm ăn cái gì? Cũng không thèm, nhưng mà lâu lâu cũng hay ăn ngọt. Người ta nói thường ăn ngọt là sao ta? Là con trai. Dạ. Hai vợ chồng rất là thích con trai luôn, nhưng mà khám ra thì biết là bé gái. Nhiều lúc mình nghĩ chứ, ủa có khi nào bác sĩ... coi lộn không? Coi lộn. Nhưng mà có đẻ sớm hơn không? Dạ đẻ sớm hơn ngày sanh. Lúc đó là hai vợ chồng chưa có chuẩn bị hết. Cái chuyện đi đẻ của em nó rất là ly kỳ, nó rất là... là sao? Tại vì tụi chị cũng đẻ rồi nên là cũng muốn biết là cái ly kỳ của em nó như thế nào. Coi YouTube á, trước khi mình đẻ thì xong quá giờ mình mang 29 tháng rồi mà mình đâu có biết làm gì đâu, đúng không? Dạ đúng rồi. Cái là mình lên YouTube mình coi. Trời ơi, mình coi á là người ta vô đâu ơi là đâu, xong rồi vô bệnh viện. Nhưng mà vẫn bị người ta trả về lại tại vì chưa có nở đủ á. Nhưng mà người ta đã cảm thấy rất là đau rồi. Xong rồi mình rút kinh nghiệm, mình nói là mình đau như vậy là mình chưa đau. Chưa có đẻ đâu nha. Chưa có đủ. Cho nên đừng có tới. Chưa có đủ đâu. Đau từ sáng lúc 7 giờ là 20 phút mình đau một lần. Nhưng mà mình đau 1-5 trăm, mình nghĩ là mình ăn cái gì đó. Tại vì thực ra cũng chưa tới ngày. Nhưng mà sáng đó là đi bác sĩ, thì bác sĩ nói là chưa có nở, tử cung chưa có nở một phân nào hết. Thì mình nghĩ là mình chưa có đẻ đâu. Xong rồi tới tối hôm đó nằm á thì nhắn tin lên cái group bỉm sữa ở Mỹ của mấy bà Việt Nam ở Mỹ giá. Mấy chị cũng đã trước. Xong rồi mình hỏi mấy chị ơi, em thấy bụng em xuống rồi mà chưa, mà bác sĩ kêu chưa có nở, vậy khi nào mới đẻ đây? Cái mấy chị nói là sắp đẻ rồi đó em. Sắp đẻ ok. Xong cái mình đi ngủ thôi, mình không có nói gì hết. Cứ xong sáng ra thì cứ nó rất là râm râm thôi. Xong đó là tới 10 giờ sáng thì nó mới ra cục nhầy. Thì mình có đi học qua mấy cái khóa mà chuẩn bị trước khi sanh, thì người ta nói là ra đó thì nhưng mà cũng chưa biết khi nào. Thì tới 12 giờ thì nó bắt đầu nó đau gần hơn. Thì lúc đó mình vẫn còn dọn nhà, vẫn còn nấu cơm trưa. Thì chồng đi làm là 3 giờ chồng mới ra. Thì mình mới nhắn tin chồng đó, mình nói là ồ anh ơi, em thấy đau rồi, chắc là đẻ rồi đó, nhưng mà từ từ hãy đi. Từ từ hãy đi. Sợ bị ở nhà thương lắm. Sợ bị người ta trả về rồi mất không đi tới đi luôn. Cũng xa nhà thương. Xong rồi chồng em thì nói là có gì thì cứ gọi emergency đi đi em, chứ mất con rồi đẻ ở đó bây giờ. Cái em kia chưa đâu, không có sao. Em cũng ráng nấu canh cho chồng á, vừa nấu canh mà cái bụng này nó đau. Anh ơi, đau quá. Chồng em thì lái xe về thì cũng lo nữa. Xong rồi em nói không sao, em nấu canh mà.
em chạy từ cái chỗ nồi canh, em chạy tới bàn, ngồi, em trống cái đũa xuống, em thở. Em cứ làm hoài vậy 2 tiếng đồng hồ mà em không nấu được nồi canh luôn chị. Xong rồi em nói chồng em thôi ăn đi hết rồi rồi đi. Ồ, nghĩa là hai vợ chồng vẫn còn ăn hết cái bữa đó. Em nói chồng em là không sao đâu, tại vì em thấy người ta nghe kinh nghiệm truyền đạt. Không, tại vì cái đó là cái dấu hiệu kiểu như là phải 5 phút một lần mới vô bệnh viện. Thì ok, lúc đó 5 phút một lần thì chồng em nó chở em vô bệnh viện, lúc đó là 5:30, y tá mới check thì nở 2 phân. Nhưng mà em đau lắm, em đau hơn 5 phút một lần, là cái cơn gò nó rất là đặc, nó giống như là cơn gò thiệt chứ không phải là cơn gò giả để mình tập push em bé ra ngoài. Em nói y tá là em muốn đẻ rồi, chắc là cho em nhập viện đi, nhưng mà y tá không chịu, là vì ở bên này 2 phân người ta đâu có cho mình vô đâu, 4 phân người ta mới cho mình vô. Thì y tá mới nói là thôi em đi bộ đi, tiếng đồng hồ nếu như mà nở thêm á thì y tá sẽ cho em nhập viện. Em nói chồng em chứ, một đứa thôi nha, không chịu nổi nữa, không bao giờ đi nữa đâu. Cái xong em vừa đi vừa lết vậy đó, thì muốn khóc lắm nhưng mà cũng phải ra. Xong lúc đó vô là 7 giờ người ta check lại vẫn 2 phần. Y tá nói là thôi bây giờ y tá chích thuốc tê vô, thì nằm đó 1 tiếng đồng hồ, nở nữa thì ở lại. 1 tiếng em không ngủ được, nó đau kinh khủng luôn. Vậy mà sau 1 tiếng nó vô nó chích vẫn 2 phần, không nở. Rồi anh chồng cảm giác như thế nào? Đâu biết làm gì đâu, gọi cho ba mẹ. Trời ơi, sao con bé Hiền nó đau vậy rồi mà chưa cho nó vô? Vì phải để cho người ta đau nè, chẳng lẽ người ta đau chết rồi mới cho người ta vô vậy đó. Sau bao lâu thì bắt đầu mới lên bắt đầu xanh? Lúc đó là 11 giờ là người ta cho mình về, tại vì người ta nói là mình không có nở nữa. Mà từ đây em ra bệnh viện Hốt á cũng lâu lắm, tại nếu như mà đi kẹt xe cả tiếng đồng hồ thì thực ra là em không có muốn về, nhưng mà người ta bắt mình về là người ta nói là mình không có nở. Thì mình nói là giờ đau sao mới đau đẻ đây, tại vì bây giờ đau quá. Cái người ta nói là maybe tomorrow, maybe next week. Nghĩa là lúc đó mình đã mở 2 phân rồi mà nhưng có thể là next week hơn. Tại vì 2 phân nó rất là nhỏ, nó chưa có gì hết. Cái thôi thì em cũng về, từ đó là 11 giờ em về, em nằm đau là đau, em chịu không nổi, em không ngủ được. Cái tới 3 giờ là em mắc tè thì em đi, em nghĩ là em chỉ đi nặng thôi, cho nên là em đặt một cái thì em mắc rặn. Từ đó là em cứ mắc rặn hoài luôn, không có y tá ở đây, không có check được thì thôi y tá cũng bỏ tay vô, thì mình cũng bỏ tay vô thử đi, mình bỏ tay vô thử đi, bỏ tay vô, trời nó cứng. Cái mình nói cái gì mà cứng, cái xong cái mình rờ cứng một lần, cái mình rờ vòng tròn luôn, mình rờ vòng nó cứng. Trời ơi, cái đầu em bé chứ cái gì nữa. Trời ơi, lúc đó mình có cảm nhận được cái tóc trên cái đầu của em. Cái đó là lúc đó không có, tại vì em bé vẫn còn nguyên cái ối, nhưng mà mình rờ mình chỉ thấy cứng thôi, mà một vòng rất là to là mình rờ mình thấy cứng. Coi như là gần ra tới rồi nhỉ. Có nghĩa là em đang ở trong toilet rồi, kiểu như là em thiếu được em rằn xuống thành con. Trời ơi, cái toilet đó là mình phải hốt em bé lại, phải giữ em bé lại trong. Là lúc đó mình muốn rằn nhưng mà mình không có được, phải kìm lại, phải kìm lại. Thì lúc đó 3 giờ rồi em mới nói giờ mà không đi bệnh viện nữa là không có ai chở mình đi hết, tại vì 3 rưỡi là chồng đã đi làm mà chạy vô vậy. Anh đi bệnh viện. Cái là trong cái giỏ đi bệnh viện á không có một cái gì trong đó, chỉ có thẻ ngân hàng với lại là ID thôi, là mình đã bỏ sẵn trong đó từ hôm trước. Chồng mình á thì cứ chở mình mà cứ cầm tay mình lại vậy nè. Em ok không? Em sợ em bé thì mà mình thì cứ níu lại vậy, mình đâu có hết làm gì đâu. Nhưng mà đi đây có cảm thấy là cái quần nó bị vỡ, nó ói lắm. Không có, không vỡ ra, không vỡ luôn. Là vừa đi là vừa cầm tay ông xã nè, thở vậy. Cái ông cứ nói em ơi ok không, em cứ mất chứ anh mà nói nữa là em đẻ ra đây bây giờ luôn á, em đẻ ra đây thôi. Tới bệnh viện á đau đẻ vậy nha, nhưng mà thấy cái xe lăn tiếp tầng xa cơ. Cái xe lăn á người ta xếp vô một hàng vậy đó, mà mình thấy mình nói anh ơi lấy cái xe lăn đi chứ không em mà đi bộ là em đẻ ra đây á. Cái là chồng mới lật đẩy xe lăn lên lầu, chị y tá vẫn còn ngồi đó, nhưng mà chị y tá vẫn nghĩ là mình chưa có đẻ, chị vẫn ngồi im, chị không có nhúc nhích. Xong rồi để mình làm thủ tục trong quầy thì mình mới nói là I just want to push, you know? Kiểu là chị ít muốn rặn thôi. Lúc đó không biết làm gì hết thì chị y tá đem mình vô check, nói 8 phần. Là từ 11 giờ cho tới 3 rưỡi là chị là từ 2 phân lên 8 phân. Rất là nhanh. Rất là nhanh, cái độ sâu là rất là nhanh. 6 phân rồi. 8 phân rồi thì chị y tá cho mình nhập viện. Thì từ lúc đẩy từ cái phòng kiểm tra cho tới cái phòng mà đi đẻ đó
là chỉ đọc đẩy lên lầu thôi là mình nở từ 8 phần ra 9 phần. Trời. Nó rất là nhanh. Lúc mà chị đã vô hỏi là có muốn tiêm epidural nữa không, mình nói chứ thôi chứ không nữa rồi tiêm gì nữa trời. Tôi lúc mà tôi đau đớn tôi cùng cực nhất đó, tôi xin vô tôi xin vô bệnh viện á thì không có cho tôi vô. Đúng rồi. Bây giờ 9 phần nữa rồi mình biểu tôi chết cái gì. Bao nhiêu cái cơn đau là mình chịu hết rồi, chịu hết. Bây giờ nó mong là đi ra thì bác sĩ vô, bác sĩ kêu là ok cho đã. Thì lúc mấy người biểu là vô là y tá sẽ kêu là 1, 2, 3 push push push, đúng không? Đúng đó là cái yeah. Rất là lý tưởng. Nhưng mà không, em nói chứ thôi mày im đi, để tao muốn rặn lắm rồi, nó ra ngay đó. Nó như vậy, như là cái đó mà ở trước cửa chị không có thể kìm lại đó. Em đặn 2 tháng thôi là em bé ra rồi. Wow. Đây là người mình đó, là lúc đó là thấy em bé rất là dễ thương, rất là dễ không có sợ hả? Tại vì có con lần đầu tiên mà với cái độ tuổi của em trẻ nữa. Thực ra là tại vì trong gia đình em á cũng có nhiều đứa bé được sinh ra trước, cũng có tiếp xúc rồi, cho nên cảm giác là mình không có cảm giác xa lạ của nhiều người kiểu sợ bồng sợ rớt nó. Không phải, tại vì á chỉ có một đứa đầu thì đẻ ở Việt Nam, mà đứa thứ hai thì đẻ ở đây. Nó ủa sao đẻ xong, ủa sao con mình nó dính cái vôi á, mà nó ủa sao bác sĩ không lau không tắm không có gì hết vậy. Thì khi mà chị nhìn á chị nói ồ cái mặt con mình á. Từ Mỹ nó gọi á là cái gì wrinkle potatoes, là có nghĩa là giống như cái củ khoai tây. Bên Việt Nam nó sau khi mà baby sinh ra là các cô y tá với bác sĩ là sẽ cho em bé là lau sạch sẽ rồi là giống như là tắm luôn cho em bé ngay lúc đó. Còn như ở bên Mỹ đó là sau khi mình đi săn xong là họ chỉ có hút cái mũi của em bé, hút đờm cho em bé và cuốn em bé lại, còn là tóc em bé sẽ dính máu như vậy là y như vậy luôn. Ở đây thì người cha sẽ chứng kiến hết toàn bộ quá trình, nhưng mà chồng em nhát gan lắm, đâu có dám nhìn đâu. Trời ơi, tới khi nào xong rồi hả? Xong chưa em, xong chưa em. Okay. Cái quá trình mà chồng không có nhìn đó rồi làm sao, chồng ở bên cạnh cầm tay cầm chân hay làm sao? Thì chồng ở bên cạnh thôi, cầm tay, nhưng mà kiểu không có dám nhìn xuống chỗ bác sĩ làm, chỉ là bên cạnh thôi. Nhưng mà người ta vẫn cảm nhận được là mình thật ra là rất là đau lúc đó. Thực ra cũng hay á, ở chỗ là ở trong cho người chồng nhìn thấy được cái sự đau đớn của người vợ. Dạ. Để biết được là mốt phải lần sau nhớ nha. Một đứa thôi. Nói vậy thôi. Nói vậy thôi mà em cũng muốn không? Nha, con mình mà cảm giác mẹ con á thì mình nói chung là mình cũng muốn có đứa thứ hai, kiểu cũng vui. Nhưng mà cái tâm lý của người phụ nữ sau khi sanh á là thay đổi rất là nhiều. Cái hormone nó thay đổi rồi thì là sẽ bị trầm cảm. Em có bị vướng vô cái đó không? Em thì không có bị trầm cảm, nhưng mà em rất là hay nổi nóng, rất là dễ. Trong khi đó ổng cứ suốt ngày ngủ thôi, cứ đi làm rồi ngủ. Rồi chăm con là em chăm hết. Even con khóc á, ảnh cũng không biết luôn, ảnh ngủ xuyên đêm luôn, không biết, giống như là chưa có con vậy đó. Cái là lúc đầu mình cũng buồn, mình cũng để trong lòng. Sau đó mình nổi điên lên, đủng gì mình cũng la hết, đủng gì mình cũng ấy hết. Nhưng mà được cái là ảnh biết mình như vậy á, nên ảnh không có nói lại. Thực ra là hai vợ chồng mà dễ gây lộn là tại vì một người nói một người kia gây lại thì rất là dễ. Ảnh cứ để cho mình cầu nhầu, người ta gọi là cầu nhầu đó. Là nhiều ông bố là cũng sợ cái việc đó lắm. Là bầu là ai cũng sẽ sợ cái đó. Không phải, nhưng mà người phụ nữ kỳ lắm nha. Khi mà mình giận dữ mà mình nói á, mà đối phương mà không trả lời lại á, đúng rồi, mình cứ nói hoài là cái điên của mình nó kẹt lắm nhiều rồi. Nhưng mà nếu nói lại là hai đứa sẽ cãi nhau rất đúng là rồi. Đúng không? Trước khi mà em sinh á là em đã nói chồng rồi, con á không có ai muốn con bị đau, bị hư hay là bị gì, mọi thứ xấu tác động lên con hết. Cho nên là khi mà con có bị á thì đó không phải là lỗi của ai hết. Cho nên đừng nên đổ lỗi lên nhau. Thực ra là những cái mà em cần nhằn á, thực ra những cái cũng rất là nhỏ. Ví dụ để dĩa bát á là phải để to rồi để đi nhỏ dần dần. Còn ảnh á là rửa chén xong là để tầm lum tầm la hết. Cái là em mới đi lên, em mới nói là trời ơi, để như vậy rồi là khi nào cần cái gì á là tìm hoài tìm không ra, xong rồi đổ lên tôi đi hen. Thay đổi tâm tính rồi em ơi, chị thấy là cái quá trình sau khi có con em thay đổi rất nhiều. Thế là em sẽ nói rất là nhiều, đụng cái gì em cũng nói hết, nhưng mà được cái là anh chồng nghe thôi, không có trả lời. Vậy là hiền á.
mọi thứ trong nhà là chồng không cần phải lo gì hết, cho nên chồng vẫn nghe mình hết, hiểu không? Không hỏi lại, không nói lại. Chị có thấy mẹ cô bé này là còn rất là trẻ tuổi, nhưng mà cái cách suy nghĩ rồi cái cách chăm sóc gia đình, cách giữ lửa chồng và con rất là người lớn. Không, tại vì có chắc với các bà mẹ bỉm sữa. Rồi cái quá trình chăm con á, cho tới tháng thứ mấy em cảm thấy là ok nhất? Con em á thì cũng không có quậy lắm, bé cũng có bu mẹ, nhưng mà ví dụ em làm cái gì, em rửa chén rửa đồ thì bé sẽ chơi dưới đất. Và em cũng để con là thoải mái chơi, có nghĩa là có nhà có cái máy rửa chén đó, tức là đồ ở trong đó là nó cứ đem ra nó bày tùm lum hết. Nhưng mà em nghĩ là đó là cách để con mình nó học hỏi thế giới, thì nó sẽ chơi dưới đất. Còn em làm gì miễn sao em không đi quá tầm mắt của nó. Đúng là bà mẹ kiểu Mỹ. Đúng là bà mẹ kiểu Mỹ luôn. Ở đây chị thấy hay là tất cả những cái đồ chơi, em thấy không? Ví dụ như cái bếp, là có một cái bếp. Khi mà mình làm bếp thì con mình cũng làm. Ví dụ củ gì, củ cà rốt gì đó, thì mẹ làm gì thì con làm đó. Giống như cho một cái gì đó nó thực tế. Đúng rồi. Cho nên là con em nó rất là ít được chơi. Bây giờ là con em hơn 1 tuổi ha, bữa em có mua cho nó cây chổi với lại cái cây lau nhà. Trời ơi, nó thấy em nhúng cái cây lau nhà vô thau nước á. Cái em vừa mới xách cây lau nhà đi lau á, nó cầm cái cây lau nhà của nó nhúng vô thau nước. Trời ơi, em khó thở luôn. Em nói cái bà soi này nó bắt chước á, nó bắt chước mọi thứ mình làm. Cho nên là em nghĩ đó cũng là một cách hay để thay vì cho con coi. Con em nó không có coi tivi, không có coi iPad nhà, nó cũng thích đó, nhưng mà nó không có ghiền. Có nghĩa là nó không có, mình cho thì nó coi thôi, còn không thì nó không có phụ thuộc vô đó. Nhà nó có thể chơi với tất cả mọi thứ xung quanh nó. Rồi chồng em sao? Hồi trước thì suy nghĩ là ồ phải có con trai, em cũng vậy nữa. Nhưng mà sau khi có đứa con gái rồi á thì cái cảm giác như thế nào? Rất là thương, tự nhiên lâu lâu á nhắn tin em. Em ơi, con mình ngoan ghê. Bà sò dễ thương ghê. Con mình đẹp gái quá. Thường là tâm lý của những người đàn ông là vậy á. Với lại lúc đầu á là chồng em không có chăm con nhiều đâu. Nhưng mà cái lúc sau cái em phải đi học thì em để cho chồng em tiếp xúc với bé nhiều hơn, thì nhờ đó chồng có thể take care em bé một mình. Lúc đầu á em cũng sợ lắm, rồi em sợ chồng em không biết làm, không thay tả cho con, người con nó hâm đít làm sao rồi vậy đó. Cho nên là em rất là sợ khi mà phải đi ra ngoài mà để cho nó một mình ở nhà với ba nó. Cũng không yên tâm luôn. Yên tâm như bây giờ, tại vì mọi thứ mình take care hết, cho nên mình nghĩ là chỉ có một mình mới hiểu con. Nhưng mà em nghĩ là các mẹ bỉm sữa nên cho các ông bố tiếp xúc với con nhiều hơn. Tự động chồng cảm thấy có trách nhiệm với con. Thiệt. Tự động chồng cảm thấy có trách nhiệm với con. Chứ lúc đầu hả? Đi làm về lầm lăng rồi mình đi ngủ là ngáy khò, không biết gì hết. Không phải như vậy, em phải thông cảm cho người đàn ông. Là tại vì đó giờ sống mới đầu là độc thân ha. Độc thân, xong rồi có vợ. Có vợ là thấy vui rồi. Làm gì ngủ cũng có người ở bên cạnh. Xong rồi tự nhiên thêm một cái thành viên mới vô. Cái thành viên mới là quấy phá giấc ngủ mình à. Bắt mình làm thêm những cái việc mà từ đó giờ mình chưa bao giờ làm. Đúng rồi, là cho đó là tinh thần đó là không có tự nguyện đâu. Nhiều lúc con khóc ban đêm á hả, cũng nghe đó xong rồi lấy gối bịt lại vậy đó. Trời ơi. Rồi xong rồi con bây giờ cũng đã 1 tuổi hơn rồi, thì em có trở lại đi học hay là công việc gì cũng hình không? Dạ thực ra là từ lúc có con á em vẫn đi học, có nghĩa là từ lúc mang bầu em vẫn tới trường. Tới lúc đẻ xong á thì 1 tháng đầu có bà nội giữ, cho nên là con ở nhà với bà nội với cô. Nhưng mà sau 1 tháng đó thì cả hai quay về, bà nội về Việt Nam, cô về Texas, thì em sắp con lên lớp luôn. Có nghĩa là con nằm ở trong cái nôi á, cái cassette đó, may đó là con rất là ngoan. Con vô lớp á, con ngủ không à, ngủ xong rồi con thức á, cái đút vào bình sữa, núp, ngủ tiếp, không có làm gì luôn. Những người xung quanh, bạn bè thì sao? Thực ra là ở đây là ở Mỹ cho nên là mọi người rất là thương baby. Cho nên là lúc vô thì bạn bè cũng có nhìn, nhưng mà mọi người thấy cái baby dễ thương quá à, em bé dễ thương quá. Còn lúc nào mà con nó khóc á thì em bồng lên bé dỗ thì im, cho nên mọi người coi như là giống như là không đi học chung với bé luôn, không có vấn đề gì hết. Rất là may mắn hơn ở Việt Nam, có nghĩa là em có bầu em đi học mọi người cảm thấy rất là bình thường. Chuyện đó rất là bình thường. Xong tới lúc bồng con đi học, mọi người đi học chung với con em rất là bình thường. Thì em vác cả máy bơm lên trường. Cái lớp học nó kéo dài 3-4 tiếng đồng hồ luôn, chứ không phải là 1-2 tiếng đâu. Cho nên tới giờ mình phải bơm sữa thì cái ngực nó căng quá.
thì mình ngồi trong lớp mình bơm luôn, mình chùm đồ à, vô. Có một cái miếng vải. Mình có miếng vải xong rồi mình cứ tự làm thôi, mình cứ ngồi ở trong góc đó mình cứ tự làm rồi vừa viết bài, ở dưới thì máy nó tự bơm. Trong lớp á mọi người cũng ok. Vậy là có con là không có thay đổi một cái gì hết mà nó là vui hơn nữa đúng không? Em rất là cảm ơn mẹ chồng em, tại vì mẹ chồng em đã dành thời gian qua đây mà con nghĩ là mẹ bên con những ngày con chăm em bé, những thời gian đầu con rất là cần mẹ và mẹ đã ở đó thì con rất là cảm ơn mẹ rất là nhiều. Chị cảm giác giống như khi mà em nói những cái lời này á, giống như đó chính là mẹ ruột của em. Mẹ lo mọi thứ cho tụi em rất là nhiều. Thế nên là em nghĩ là mẹ có tới lúc ngày em sinh hay là sau ngày em sinh á thì cũng không thay đổi được tới tình cảm mẹ dành cho em. Cho nên là điều đó không phải là một vấn đề quan trọng lắm. Yeah. Và em rất là cảm ơn mẹ vì có một mẹ chồng như vậy. Yeah. Yeah. Và người quan trọng đặc biệt nữa kìa. Chồng em á hả? Chồng em ngày trước á, lúc mà em đẻ con á, em muốn chồng hiểu em hơn, muốn chồng cảm nhận được là em thay đổi rất là nhiều trong con người em để mới ra được một em bé như vậy, thì chồng nên chia sẻ cái gánh nặng đó với em. Nhưng mà chồng em cũng đã rất 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 là cố gắng trong những khoảng thời gian sau này, và bây giờ chồng cũng đã tiến bộ hơn rất là nhiều, cho nên là mong chồng là hãy chia sẻ cái thời gian rảnh rỗi của chồng với con nhiều hơn, tại vì con không bao giờ bé hòi như vậy để cho mình có thể ở bên cạnh con suốt đời. Wow, cảm ơn thầy rất là nhiều.